bào và các bạn, mời đồng bào và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: hội thảo bàn giải pháp công tác tuyên truyền, kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của ban tổ chức huyện ủy, hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm chiến huyện miền núi về công tác nội chính, đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Trà My, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra tình hình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại huyện Nam Trà My, lễ thăng cấp bậc hàm cho cán bộ chiến sĩ công an huyện Nam Trà My. Trong chương trình có phóng sự nói về phiên chợ vùng cao. Bây giờ mời đồng bào và các bạn theo dõi chương trình. Vừa qua, huyện nhà tổ chức hội thảo bàn giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo, bền vững, xây dựng nông thôn mới và sắp xếp khu dân cư trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn, công tác lãnh chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới, tình hình thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, công tác sắp xếp bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, kết quả những mô hình sản xuất chăn nuôi trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay đã được các đại biểu chia sẻ, giúp gợi mở thêm nhiều nội dung phong phú trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chủ trương sắp xếp bố trí dân cư, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đánh giá cao vai trò công tác tuyên truyền vận động nhân dân và xem đó là một trong những động lực quan trọng trong công tác định hướng giảm nghèo. Thông qua hội thảo lần này giúp thay đổi nhận thức người dân cũng như giúp chia sẻ nhiều thông tin bổ ích trong công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương địa phương làm tốt công tác giảm nghèo, tạo sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền nhằm giúp nâng cao hiệu quả các mô hình. Ban tổ chức huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm. Trong thời gian qua, ban tổ chức huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, tập trung tham mưu triển khai thực hiện đề án 25 về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt công tác đánh giá nhận xét, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Công tác xây dựng củng cố kiện toàn hoàn thiện mô hình các tổ chức cơ sở đảng được chú trọng. Việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, nhất là ở các địa bàn thôn bản, trường học, doanh nghiệp, ngoài khu vực nhà nước được thực hiện có hiệu quả. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện bảo đảm đúng quy định. Trong thời gian tới, ban tổ chức tiếp tục đẩy mạnh triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên, đồng thời quan tâm phân công công tác phù hợp. Đặc biệt cần chú ý công tác nhân sự của nhiệm kỳ này phải gắn chặt với nhiệm kỳ sau. Đối với công tác cán bộ phải thực sự dân chủ và phải đặt chất lượng cán bộ lên hàng đầu, ưu tiên đào tạo quy hoạch bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ là người dân tộc thiểu số, thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa huyện và xã, ưu tiên đào tạo cho cán bộ địa phương. Sáng ngày 16 tháng 9, tại huyện Nam Trà My, Ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban các huyện miền núi về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các huyện miền núi đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của đảng về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Công tác quốc phòng quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo. Tại hội nghị giao ban, chính quyền miền núi đã thông tin chia sẻ nhiều khó khăn vướng mắc trong giải quyết các vấn đề về công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác lâm khoáng sản trái phép, công tác tiếp công dân định kỳ, tình trạng khiếu nại khiếu kiện của người dân, tình hình tội phạm ở một số huyện có gia tăng làm ảnh hưởng đến tình hình mất an ninh trật tự xã hội. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng được các huyện miền núi thực hiện khá nghiêm túc. Các huyện đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kịp thời chấn chỉnh sai phạm của các cá nhân, tập thể và được xử lý theo quy định của nhà nước. Phát biểu kết luận tại hội nghị, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Triền đánh giá cao sự nỗ lực, đồng thời tiếp thu chia sẻ những khó khăn vướng mắc của các địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Thời gian đến, các địa phương tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn,
đặc biệt lĩnh vực quốc phòng an ninh địa phương được đảm bảo, quan tâm công tác tiếp công dân, công tác thanh tra điều tra truy tố đúng người đúng tội, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 20 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Trà My nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 và tiếp tục lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri. Ông Phan Thái Bình, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Đình Tiến, thiếu tướng, phó tư lệnh quân khu 5 chủ trì. Sau khi nghe các đại biểu báo cáo về kết quả của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra, cử tri huyện Nam Trà My đã tiếp tục có những kiến nghị gửi đến đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Các kiến nghị tập trung vào việc tăng thêm mức hỗ trợ tiền lương cho lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ bán chuyên trách cấp xã, đầu tư hạ tầng vùng xanh nhằm rút ngắn khoảng cách đi lại của người dân. Cần đầu tư nâng cấp tuyến đường quốc lộ 40B và hai cây cầu tại huyện Bắc Trà My, vì đây là tuyến đường huyết mạch lên huyện Nam Trà My và một số xã thuộc huyện Bắc Trà My. Bổ sung du lịch vùng sâm huyện Nam Trà My, nâng lễ hội sâm Ngọc Linh thành lễ hội sâm quốc gia trong những năm đến, đầu tư hệ thống điện quốc gia cho người dân sử dụng, tăng mức hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng để người dân bảo vệ cũng như phát triển trồng dược liệu dưới tán rừng. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nam Trà My, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam ghi nhận tổng hợp để tiếp tục có ý kiến gửi đến Quốc hội trong những kỳ họp tới. Chiều ngày 20 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện Nam Trà My về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay, huyện Nam Trà My là điểm thi số 50 đặt tại trường trung học phổ thông Nam Trà My, gồm 180 thí sinh tham dự. Đây là kỳ thi quan trọng nên ngay sau kỳ nghỉ hè, các trường đã tổ chức ôn tập phụ đạo cho học sinh lớp 12 để các em đảm bảo kiến thức phục vụ tốt cho kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại, huyện Nam Trà My cũng đã tiến hành tổ chức sửa chữa các hệ thống điện cũng như hệ thống tường rào cổng ngõ để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được tốt hơn. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ được diễn ra vào ngày 25, 26, 27. Sáng ngày 20 tháng 6, Công an huyện Nam Trà My tổ chức lễ thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đến niên hạn năm 2018. Theo đó, năm 2018, Công an huyện có 14 cán bộ chiến sĩ đến niên hạn thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương. Việc thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương cho cán bộ chiến sĩ thể hiện sự ghi nhận những công lao đóng góp và trưởng thành của mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện đã đạt được trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Bùi Việt Nam, Phó trưởng Công an huyện đã biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ chiến sĩ công an huyện nói chung và các cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương đợt này nói riêng, đồng thời mong muốn các đồng chí luôn xây dựng cho bản thân lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được niềm tin trong nhân dân. Thời gian gần đây, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến nhờ phiên chợ sâm Ngọc Linh. Là loại dược liệu quý nhờ có 52 hợp chất saponin, là một trong 5 loại sâm quý nhất thế giới. Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được công nhận là sản phẩm quốc gia năm 2017. Ở mỗi phiên chợ, những du khách đến đây sẽ tìm mua được những củ sâm thật và đến tận nơi trồng sâm gốc Ngọc Linh. Đặc biệt nhất, phiên chợ sâm Ngọc Linh đã trở thành một sự kiện văn hóa du lịch thương mại khá độc đáo. Điểm nổi bật nhất ở phiên chợ sâm Ngọc Linh là du khách được tự mình trải nghiệm những văn hóa của đồng bào miền núi Ca Dông và Xê Đăng, những món ăn mang đặc sản của vùng đất Nam Trà My và được biết đến củ sâm thật đảm bảo chất lượng và kiểm định hết sức chặt chẽ. Phiên chợ sâm tháng 5 được khai mạc đúng vào dịp nghỉ lễ quốc tế lao động nên đã thu hút hàng nghìn lượt du khách từ khắp nơi trong nước đến vui chơi, tham quan, nghỉ mát và mua sâm Ngọc Linh về sử dụng. Tại phiên chợ tháng này, bà con và doanh nghiệp trồng sâm đã đưa hơn 60 ký sâm cũ đến trưng bày, cùng với đó là hàng trăm mặt hàng nông lâm thổ sản do người dân Nam Trà My làm ra. Nhờ biết được công dụng tuyệt vời của sâm Ngọc Linh đối với sức khỏe nên đa số khách đến tham quan đều chọn mua sản phẩm sâm cũ về sử dụng và làm quà biếu người thân bạn bè. Nghe nó tốt hơn tất cả các sản phẩm khác, có thể nói là một trong những sản phẩm ưu tú của thế giới, cho nên là
mình cũng muốn tiếp cận rồi mình cũng muốn mua về để phục vụ cho cái sức khỏe của mình và gia đình. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My thì lễ quốc tế lao động là dịp để bà con đến trao đổi kinh nghiệm trồng sâm ngọc linh và cây dược liệu quý, học tập kinh nghiệm giao thương, trao đổi hàng hóa, từ đây góp phần mở rộng diện tích trồng sâm ngọc linh để tăng cường công tác quảng bá thương hiệu quốc gia sâm Việt Nam. Thường thường lễ hội hay lễ Tết, bà con ở trên núi hay quây quần hội tụ ở trong nhà. Hôm nay đúng ngày lễ 30 tháng 4, trúng cái ngày phiên chợ sâm núi Ngọc Linh. Hôm nay tôi đem sâm Ngọc Linh xuống bán nhằm để kiếm nguồn thu nhập cho gia đình. Phiên chợ sâm Ngọc Linh được huyện Nam Trà My tổ chức đến nay là lần thứ 8. Hiện tại sâm Ngọc Linh loại 10 củ nặng 1 kg có giá bán 120 triệu đồng, loại 20 củ 1 kg có giá bán 100 triệu đồng. Bình quân mỗi viên chợ tiêu thụ hơn nửa tạ sâm cũ cùng rất nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng miền núi Quảng Nam, đem về doanh thu hơn 6 tỷ đồng. Phiên chợ sâm Ngọc Linh có gần 10 gian hàng của 9 người đồng bào trồng sâm nơi đây. Các sản phẩm được chế biến từ sâm Ngọc Linh của các doanh nghiệp như rượu sâm, viên nang sâm, trà sâm, kẹo sâm, v.v. Bên cạnh đó sẽ có thêm nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ trên địa bàn huyện như quế Trà My, hàng thổ cẩm, các loại cây dược liệu, nông sản đặc trưng miền núi, v.v. Phiên chợ sâm núi Ngọc Linh thì được huyện Nam Trà My tổ chức ra hàng tháng từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng của năm. Riêng đối với phiên chợ này thì cũng đúng vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Tuy nhiên cái lượng du khách đến với phiên chợ rất là đông. Và nói rằng đây là phiên chợ là điểm đến rất là hấp dẫn và đáng tin cậy đối với du khách, kể cả khách hàng có nhu cầu đến quan tâm đến sản phẩm sâm Ngọc Linh. Để đảm bảo nguồn cung ứng tại các phiên chợ, chính quyền và người dân huyện Nam Trà My đang tiến hành phấn đấu đến năm 2020, các xã Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang sẽ trồng 100 ha sâm Ngọc Linh với tổng số lượng 1 triệu cây. Đồng thời bản đồ ranh cho cây sâm Ngọc Linh cũng được xây dựng để tạo giống gốc cho sâm quốc gia. Qua đó hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 250 ha sâm Ngọc Linh với khoảng 600 hộ dân trồng và mỗi năm diện tích trồng sâm được nhân đôi. Sâm Ngọc Linh hiện có giá từ 150 đến 200 triệu đồng trên 1 kg. Loại sâm đặc biệt có giá hơn 300 triệu đồng trên 1 kg. Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án trồng sâm ở Nam Trà My với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Số tiền này dự định sẽ kêu gọi xã hội hóa từ nhân dân và doanh nghiệp, còn vốn nhà nước chỉ chiếm một phần nhỏ. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Xin kính chào và hẹn gặp lại.